xin chào các em. Đến với bài học địa lý 6 ngày hôm nay. Ở bài 20, các em đã được tìm hiểu về biểu đồ nhiệt độ lượng mưa của một địa phương. Và bài học ngày hôm nay là bài 21 thực hành. Phân tích biểu đồ nhiệt độ lượng mưa. Trước tiên sẽ là phần ôn bài cũ. Và đây là câu hỏi. Quan sát biểu đồ lượng mưa của thành phố Hồ Chí Minh, em hãy hoàn thành bài tập sau. Đây là biểu đồ lượng mưa của thành phố Hồ Chí Minh. Các em hãy cho biết tháng có lượng mưa nhiều nhất và ít nhất và lượng mưa là bao nhiêu mm. Như đã hướng dẫn ở bài trước, để tìm tháng có lượng mưa nhiều nhất, các em sẽ tìm cột cao nhất và sau đó đặt thước vào đầu cột, kẻ một đường sang trục lượng mưa. Vậy ta sẽ biết được tháng 9 có lượng mưa cao nhất với lượng mưa khoảng 325mm. Tương tự, tìm tháng có lượng mưa ít nhất, các em sẽ chọn cột thấp nhất. Và đó là tháng 2 với lượng mưa khoảng 4mm. Và nội dung bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ gồm các bài tập sau. Bài tập 1, bài tập 4 và bài tập số 5. Và mục tiêu bài học sẽ giúp các em nhận biết được các thành phần của biểu đồ và giúp các em biết cách nhận xét một biểu đồ nhiệt độ lượng mưa của địa phương. Trước tiên, chúng ta sẽ làm bài tập 1. Quan sát hình 55, biểu đồ nhiệt độ lượng mưa của Hà Nội và trả lời các câu hỏi sau. 1. Những yếu tố nào được thể hiện trên biểu đồ? 2. Trong thời gian bao lâu? 3. Yếu tố nào được biểu hiện theo đường? 4. Yếu tố nào được biểu hiện bằng hình cột? 5. Trục dọc bên phải dùng để đo tính đại lượng nào, đơn vị? 6. Trục dọc bên trái dùng để đo tính đại lượng nào và đơn vị? 1. Những yếu tố nào được thể hiện trên biểu đồ? Dựa vào tên biểu đồ, ta sẽ biết được có hai yếu tố được thể hiện trên biểu đồ. Đó chính là nhiệt độ và lượng mưa. 2. Những yếu tố này được thể hiện trong thời gian bao lâu? Các em sẽ dựa vào trục nằm ngang, sẽ biết được các yếu tố này được thể hiện trong thời gian 12 tháng. Hay nói cách khác, đó là 1 năm. 3. Yếu tố nào được biểu hiện theo đường màu đỏ? Và chúng ta sẽ biết được yếu tố được thể hiện theo đường màu đỏ, đó chính là nhiệt độ. 4. Yếu tố nào được biểu hiện bằng hình cột? Và ở bài trước chúng ta đã biết được yếu tố được biểu hiện bằng hình cột, đó là lượng mưa. 5. Trục dọc bên phải dùng để đo tính đại lượng nào, đơn vị? Nhìn vào, đơn vị được thể hiện trên đầu cột trục dọc bên phải, chúng ta sẽ biết được đó là nhiệt độ, với đơn vị là độ C. 6. Trục dọc bên trái dùng để đo tính đại lượng nào, đơn vị? Đó chính là lượng mưa, với đơn vị là mm. Và sau đây là nội dung ghi bài của bài tập số 1. Các em cùng ghi vào tập. Bài tập 2 và bài tập 3 nằm trong chương trình giảm tải nên chúng ta sẽ không làm. Tiếp theo, cô và các em sẽ cùng làm bài tập 4. Quan sát biểu đồ 56, 57 và trả lời các câu hỏi trong bảng sau. Dựa vào biểu đồ hình 56, 57, các em hãy cho biết tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng nào, tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng nào, những tháng có mưa nhiều bắt đầu từ tháng mấy đến tháng mấy. Trước tiên, chúng ta cùng phân tích biểu đồ của địa điểm A hình 56. Để tìm tháng có nhiệt độ cao nhất, thì trên đường biểu diễn nhiệt độ màu đỏ, các em sẽ chọn điểm cao nhất. Sau đó, các em đặt thước từ điểm cao nhất kẻ một đường thẳng xuống trục nằm ngang,
để tìm tháng có nhiệt độ cao nhất. Tương tự, từ điểm cao nhất, các em sẽ đặt thước nằm ngang và kẻ một đường thẳng ngang qua đến trục nhiệt độ để tìm nhiệt độ cao nhất là bao nhiêu độ C. Vậy, chúng ta biết được tháng có nhiệt độ cao nhất ở biểu đồ của địa điểm A là tháng 4 và tháng 5, nhiệt độ khoảng 30 độ C. Tương tự, tháng có nhiệt độ thấp nhất, các em sẽ chọn điểm thấp nhất trên đường biểu diễn nhiệt độ và cũng nối từ điểm thấp nhất một đường thẳng xuống trục nằm ngang để tìm tháng có nhiệt độ thấp nhất. Và từ điểm thấp nhất, các em đặt thước nằm ngang nối sang trục nhiệt độ để tìm nhiệt độ thấp nhất là bao nhiêu độ C. Và chúng ta biết được tháng có nhiệt độ thấp nhất ở biểu đồ của địa điểm A là tháng 1 và tháng 12, nhiệt độ khoảng 20 độ C. Những tháng có mưa nhiều ở biểu đồ của địa điểm A là tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tương tự, ở biểu đồ của địa điểm B, ta sẽ biết được tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng 12, tháng 1, nhiệt độ khoảng 20 độ C. Tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng 7, khoảng 10 độ C. Và những tháng có mưa nhiều ở biểu đồ của địa điểm B, bởi vì biểu đồ của địa điểm B có mưa hết 12 tháng trong năm, nên chúng ta sẽ chọn những tháng có lượng mưa khoảng 50mm trở lên là những tháng mưa nhiều. Vậy, những tháng mưa nhiều sẽ là tháng 10, 11, 12, tháng 1, tháng 2 và tháng 3. Hay nói cách khác, mưa nhiều từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Tiếp theo, bài tập 5. Từ bảng thống kê ở bài tập 4, các em hãy cho biết biểu đồ nào là biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của địa điểm ở nửa cầu Bắc, biểu đồ nào là của địa điểm ở nửa cầu Nam và giải thích vì sao. Trước khi giải thích, các em cùng quan sát hình sự vận động của trái đất quanh mặt trời và các mùa ở Bắc Bán Cầu. Các em cùng quan sát ngày 22 tháng 6, hay còn gọi là ngày hạ chí. Vào ngày 22 tháng 6, nửa cầu Bắc ngã về phía mặt trời, nên nửa cầu Bắc nhận được nhiều nhiệt nhất và sinh ra nửa cầu Bắc là mùa hạ, nửa cầu Nam là mùa đông. Ngược lại, vào ngày 22 tháng 12, hay còn gọi là ngày đông chí, nửa cầu Nam ngã về phía mặt trời, nửa cầu Nam nhận được nhiều nhiệt nhất và sinh ra nửa cầu Nam là mùa hạ, nửa cầu Bắc là mùa đông. Từ sự chuyển động của trái đất quanh mặt trời và bảng thống kê, ta rút ra được kết luận như sau. Biểu đồ A là biểu đồ của địa điểm ở nửa cầu Bắc, vì có nhiệt độ tháng nóng nhất là tháng 4, 5. Ngày 22 tháng 6 là mùa hạ ở nửa cầu Bắc và là mùa đông ở nửa cầu Nam. Biểu đồ B là biểu đồ của địa điểm ở nửa cầu Nam, vì có nhiệt độ tháng nóng nhất là tháng 12, tháng 1. Ngày 22 tháng 12 ở nửa cầu Nam là mùa hạ và là mùa đông ở nửa cầu Bắc. Vậy là cô và các em đã hoàn thành xong 3 bài tập của bài thực hành 21 ngày hôm nay. Và sau đây là các bước phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa. Để phân tích được một biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của một địa điểm, các em cần thực hiện theo các bước sau. Bước 1, đọc tên biểu đồ. Bước 2, dựa vào biểu đồ để đo tính nhiệt độ và lượng mưa các tháng. Và các em cần chú ý đến các tháng cao nhất và thấp nhất. Bước 3, các em sẽ tổng hợp các số liệu đã thu thập được để rút ra nhận xét về đặc điểm khí hậu của địa phương đó. Và sau đây là phần bài tập về nhà dành cho các em. Quan sát hình 55, biểu đồ nhiệt độ lượng mưa của Hà Nội. Các em hãy hoàn thành bảng sau.
Và đây là phần hướng dẫn về nhà. Các em sửa bài vào tập. Làm bài tập. Đọc trước các phần. Mục 1. Thời tiết và khí hậu bài 18. Mục 2. Sự phân chia bề mặt trái đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ bài 22. Cô chào các em và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.